Kính thưa quý vị, ở đầu chương trình chúng ta đã có một phút mặc niệm để tưởng nhớ công đức của tổ tiên và những đồng bào đã khuất. Giờ đây, chúng tôi xin kính mời quý vị hãy dành một phút để cùng cầu nguyện cho những người còn đang sống, còn đang miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ ở quê nhà. Xin cho đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị của Cộng sản. Xin cho người Việt tại hải ngoại biết đoàn kết để xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Và xin cho đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt trên toàn thế giới. Cho thế giới qua cơn đại nạn, nguyện cầu cho thế giới thoát khỏi nguy nan. Mẹ ơi xót thương cho nhân gian đường bình an, mẹ ơi xót thương cho nhân gian luôn bình an. Tha tiếng hát không lời, đường trần gian đủ tối mịt mờ, thế giới nhuốm màu tang tóc. Người người xa khuất cuối neo đường, vọng lời kinh nghe có đau thương, gọi nhau giữa cõi vô thường. Nguyện cầu cho thế giới qua cơn đại nạn, nguyện cầu cho thế giới thoát khỏi nguy nan. Tiếng tình vòng vang xóa tan khổ lụy trần gian. Nguyện cầu cho thế giới qua cơn đại nạn, nguyện cầu cho thế giới. Trong gần 3 tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta đã đến với nhau, đã cùng nhau hướng lòng về quê hương Việt Nam. Hàng năm, cứ mỗi độ tháng 4 về, chúng ta lại gặp nhau để tưởng niệm, để ôn lại. Tại sao? Tại sao chúng ta lại tiếp tục làm những lễ tưởng niệm biến cố 30 tháng 4 hàng năm? Nếu chúng ta không giải thích thì sẽ có kẻ tuyên truyền và sẽ làm cho các con, các cháu, thế hệ sau của chúng ta hiểu sai lệch về lịch sử Việt Nam. Và kính thưa quý vị, tinh thần và trách nhiệm của Du Ca là mang tình thương đến gieo cho muôn nhà, muôn người. Và trong tinh thần đó, chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ huynh trưởng Du Ca Hoàng Ngọc Tuệ, cũng chính là chủ tịch đầu tiên của phong trào Du Ca Việt Nam. Và hiện tại vẫn đang là trưởng cố vấn của đoàn Du Ca Nam Cali. Kính chào quý cụ, chào quý bà, chào tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã ngồi cho đến phút chót. Cái chương trình hôm nay quý vị có thấy hay không? Rất hay. Tôi đánh giá là rất hay. Từ đầu đến cuối bài nào cũng đượm cái tình thương hết. Và khi chị Thiên Hương mời tôi nói một vài lời đó, thì tôi nói như thế này, mà tôi tin như thế này: tình yêu thương sẽ thắng bạo lực và sẽ thắng tàn bạo, gian ác. Và tôi nghĩ rằng đó là cái lời khuyên mà chúng ta phải theo đuổi. Chúng ta phải làm gì nè? Làm nhiều chuyện lắm, nhưng mà nói 3 chuyện chính thôi. Chuyện thứ nhất là chúng ta phải làm sao đó sống để cái người Việt Nam ở hải ngoại có cái tiếng tốt. Có tiếng tốt là người ta nói rằng là khi làm ăn với Việt Nam, khi nói chuyện với Việt Nam, khi học với Việt Nam là may mắn, là cái chuyện rất tốt. Chúng ta đừng để cho người ta nói rằng người Việt Nam không chơi được, không chơi sâu. Chúng ta phải giữ cái đó là cái chuyện căn bản. Mỗi người, từ việc làm, từ lời nói, từ cách đối xử, mà đó là cái gì? Là căn bản là tình yêu. Nếu mình có cái tình yêu như là lý tưởng thì là mọi chuyện nó sẽ tốt. Đó. Chuyện thứ hai mà tôi khuyên đoàn là chúng ta phải hát Du Ca nhiều hơn nữa. Hát khắp mọi nơi, hát trong nhà, hát khi gặp bạn bè. Tôi khuyên các anh, các chị, các ông, các bà, lẽ dĩ nhiên là Du Ca là phải hát Du Ca rồi. Chúng ta phải tiếp tay chuyện lửa. Chuyện lửa bằng cách nào? Các cái bài ca đấy, cái chuyện thế. Và điều thứ ba là chúng ta phải cầu nguyện. Phải cầu nguyện trời Phật. Ai có tôn giáo nào cầu nguyện theo tôn giáo đó, Thiên Chúa, chắc chắn các cái linh hồn mà đã qua, đã chết để cho chúng ta có ngày hôm nay ở đây. Không biết bao nhiêu người đã chết sẽ phù hộ. Bây giờ chúng ta hát. Cảm ơn trưởng. Chúng ta cùng nhau hát bài hát cuối cùng là bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ.